Chúng ta có câu hỏi như sau: đốt cháy hoàn toàn 10 gam chất hữu cơ A, cần vừa đủ chừng đó lít khí oxy, thu được CO2 và nước. Yêu cầu chúng ta là tìm công thức phân tử của A, biết trong cùng điều kiện áp suất thì M gam A có thể tích đúng bằng chừng đó gam O2. Rồi, xử lý được bài toán này. Bài này thì chúng ta xử lý như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tính cho thầy các cái số mol sau. Đó là mol oxy, mol nước, mol CO2 và mol A luôn. Đây, chúng ta có này. Đầu tiên chúng ta có mol oxy bằng bao nhiêu? 8,96 chia 2,4 là bằng 0,4 mol. Mol CO2 cũng 0,4. Mol nước là 7,2 chia 18. Không mấy em ơi. Chắc 0,4 luôn quá. À 0,4 luôn này. Rồi tiếp. Người ta nói như thế này: xác định công thức phân tử của A, biết trong điều kiện cùng nhiệt độ và áp suất thì bờ gamma có thể tích đúng bằng thể tích chừng đó của oxy. Thế đây cho này, thể tích của A đúng bằng thể tích của oxy. Oxy đây có khối lượng là 6,4 gam. Thể tích bằng nhau thì sẽ ra mol bằng nhau, mol A đúng bằng mol oxy. Mol oxy đây em lấy 6,4 chia cho 32 và bằng 0,2 mol. Rồi, khi chúng ta tính được mol A thì bài toán này có thể khẳng định là bài toán dễ luôn. Em có phương trình là CXHI OZ cộng cho oxy thu được CO2 cộng cho nước. Số mol thằng này là 0,2, 0,4, 0,4, 0,4. Rồi, Long làm gì để tìm ra XYZ? Đúng rồi, bảo toàn nguyên tố. Bảo toàn gì? Bảo toàn CHO đúng không? Bảo toàn C thì tìm được gì? X bảo toàn H thì tìm được gì? Y. Còn bảo toàn oxy thì tìm được. Vậy thôi. Hiểu được chưa? Rồi, quốc đề. Rồi, chúng ta sẽ dùng 3 bảo toàn. Đó là dùng bảo toàn C. X nhân cho 0,2 bằng 0,4. Chia ra X bằng 2. Bảo toàn nguyên tố hydro. Y nhân 0,2 bằng 0,4 nhân 2. Thế đây suy ra Y bằng 4. Tiếp tục. Bảo toàn oxy. Trong này có Z oxy. Z nhân 0,2 cộng 2 nhân 0,4. Nguyên hiệu bảo toàn nguyên tố không Nguyên ơi? 2 nhân 0,4 cộng cho 0,4. Từ đây mình sẽ ra Z bằng. Bấm giúp thầy điểm ơi. Z bằng bao nhiêu? Bấm lâu của ta. Dây bằng 2 đúng không em? Nhậm nhanh được cái gì đâu mà. Mấy đứa rì rì rồi bay. Cái đó nó xong rồi đó. Suy ra là gì? Công thức phân tử là C2H4O2. Hết câu này.